chồng Kim Ngân xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Tối hôm qua thì 3 giờ mấy 4 giờ sáng á, xà lan của Ngân đã đi rồi. Bây giờ là 5 giờ mấy sáng. Mình đã đi tới Tân Châu Hồng Ngự hả? Cái bên đây là Hồng Ngự. Bên đây Hồng Ngự. Bên đây Hồng Ngự. Bên đây. Đây của An Giang. Dịch này á rầu quá luôn cả nhà ơi.
dịch này á, sẽ mau chóng đi qua để cho người dân của mình sẽ quay lại cuộc sống bình thường nha. Chứ thấy Ngân thấy mùa dịch này bây giờ người dân khổ dữ lắm luôn. Ở trên Sài Gòn á, thì có những cái khu á, người ta cách ly á, thì không có được đi ra ngoài mua đồ ăn, mà chỉ ở trong nhà chờ tiếp tế, chờ cho những cái người từ thiện á, người ta từ thiện rau củ này kia, không có đi ra ngoài mua được luôn. Shipper thì bây giờ shipper muốn mua đồ cũng khó dữ lắm, tại vì đơn hàng dày đặc á, người nào người ta cũng đặt hết á, khó dữ lắm. Như mình thì mình ở dưới quê á, thì mình đỡ hơn những cái người ở Sài Gòn. Người ta ở Sài Gòn bây giờ là khổ lắm luôn, có tiền mà không mua đồ ăn ăn được á, có tiền mà không xài được nữa. Con virus cái chủng mới á, bây giờ nó sống ở trong không khí á, có thể là 24 tiếng. Cho nên là nếu mà cái người bệnh mà người ta đi ngang mình á, thì con virus đó nó cũng có thể còn sống ở trong không khí nữa. Mình có kỹ thì mình kỹ, chứ con nghĩ là chắc là trời kêu ai nó giả. Bây giờ là 6 giờ mấy sáng rồi. Anh ăn sáng gì không? Ủa em chọn mấy cây tầng ơi em hái xuống rồi kìa, ăn mì không? Ít vô sáng không mệt. Còn Khánh Đông nè, vừa qua cầu cầu Cao Lãnh xong á, thì mình sẽ đi tới cái cồn này, hai cái đường này mình đều đi được hết luôn. Lúc nãy Ngân đi đường ngoài á, trên cái cồn đó thì ở đây á, cái đoạn đường này đa phần là người ta nuôi cá nhiều dữ lắm, vừa nuôi trên bờ mà vừa nuôi dưới bè cá dưới sông luôn. Ở phía trong đó bây giờ đang kiếm ngư mù mịt đó. Ở phía trước cả nhà thấy á, ở phía trước đây có bè cá rồi nè. Mình sẽ đi tới cái khu vực ở trước này là bè cá rất là nhiều luôn á. Đây, đây là ông thuyền trưởng đang lái phía trong. Ông thuyền trưởng. Hai cục vàng này sao không ra làm sao, đi ăn cơm liền chạy lên đây nữa. Lúc nãy thấy Ngân chạy á, chạy theo nè cô chú. Ra làm sao ăn cơm đi con. Cô chú xem nó nằm hai cái đùi ếch của nó thấy cưng chưa? Vậy, chị hai cục vàng. Gâu 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 gâu. Sâu 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 sâu. Trời ơi, thấy cưng chưa? Cục vàng su su, cục vàng gâu gâu, thương hết hai đứa. Cái cầm gâu gâu nè, ông cành anh dữ lắm luôn cô chú ơi. Đi ra làm sao ăn cơm đi con. Đi đi. Giờ thì gió từ ở bên hướng Sa Đéc, cái gió thổi qua bên hướng Lắp Giò, cho nên là chắc chút xíu nữa thì trời sẽ mưa nữa cả nhà ơi. Bên đó bây giờ đang mù mịt rồi, gió hướng bên này nè thổi qua. Thì mình hát này, chỗ này nó không có đá. Mùa này á, mình đi cái con nước mà mùa nước đổ này á, mình đi những cái tháng nước đổ này á, thì nước ở dưới sông bây giờ nó rất là đục luôn á, nó đục ngầu luôn. Bình thường mà nước này mà nếu mà mình bơm nước từ dưới sông lên mình xài á, thì phải xử lý rất là nhiều nước xử lý luôn, nó mới trong nổi, nó đục dữ lắm luôn cả nhà ơi, nó đục như là cà phê sữa vậy đó. Nhưng mà mình cũng phải bơm lên xà lan rồi mình sẽ xử lý, hoặc là mình lóng phèn là mình xài. Tại vì đi xà lan á, là khi mà mình đi những cái vùng ở miền Tây này mình sẽ bơm đầy hầm luôn. Lúc sáng á, thì xà lan Ngân đã bơm đầy hai hầm rồi, hầm trước mũi và hầm sau lái. Mình sẽ bơm đầy hầm và mình xử lý để ra ngoài Vũng Tàu á, mình sẽ xài
thì xà lan Ngân cũng bơm nước dự trữ hết á. Hùng đẩy gió thổi mũi lạ ra luôn. Gió dữ luôn à. À, em nói thử không dính, nói là dính trận mưa này nữa nè. Ngay sao đép mưa đó là còn gì nữa. Chuẩn bị mưa tới rồi. Đập cửa ra đi vậy anh học và đập họ nó đập cửa. Nè để ngồi đi. Đóng đi. Em quay lái cho. Bây giờ cái gió bên đây nó thổi qua. Khi mà mình lái xà lan á thì mình sẽ quay 10 độ về méo bên tay phải. Cái bên xà đét á. Chứ gió nó tấp á là cái mũi mình nó sẽ tạt ngang luôn á. Lúc nãy Ngân mới vừa nói tới trời ơi, anh ơi che không anh hồi tạt không? Không sao rồi, gió ngang không nói. Sáng tạt không? Không. Rồi ở phía trước bây giờ trắng hết trơn rồi kìa, ngay xà đét hết cái đường luôn đó. Hạ cửa này xuống đi. Để Ngân sẽ ra bên ngoài Ngân hạ cửa nha. Chà, cái này bao quá. Hả? Lấy bao quá. Nè đi, để không kịp á. Thôi em vô luôn đi. Đó nó quờ. Con cơm gọi. Cưng bé đẹp, cưng bé siêu quậy lắm.
một cánh ngay chỗ ông xã Ngân lái. Đây là cái bao mà Ngân che cho ông xã Ngân để ông xã Ngân nó sẽ không có bị tạt vô trong cái túp lô này nè. Đó, nhưng mà nó vẫn tạt vô nha, nhưng mà nó hạn chế được một xíu thôi à. Đây là ở phía bên ngoài. Bây giờ thì gió rất là mạnh luôn. Ở phía trước mọi người đang thấy đây có cái phao xanh nè. Ở phía trước thì trắng xó luôn, nhưng mà mưa không có lớn nha. Gió mạnh thôi à, chứ mưa không có lớn. Ôi, xa xa cái phao lên này, nó tấp vô cái phao á. Ừ, tấp qua bên kia. Đó, cái phao này nước nó chảy thì ghê thiệt chứ. Nước nó chảy mà cái phao nó muốn ngã ngang luôn á. Bây giờ thì cái phao này á, nước nó sẽ đạp một bên, từ cái bên phía xà lan mình nó đạp qua bên cái phao, cho nên là mình chạy mấy cái mùa nước đổ này mình cũng phải chú ý những cái phao này luôn á. Chứ nếu mà mình không canh á là nó tấp ngang cái xà lan mình vô cái phao luôn. Đây đây đây, quậy đây, quậy đây cô chú ơi. Quậy quậy. Nó lành dữ lắm luôn cô chú ơi, nó đẹp á, nó đẹp có chút xíu à. Mà nó lành dữ lắm. Cái loại xuống với anh á. Không chịu ở đằng sau ăn cơm, ba đứa lên gần trước hết luôn á. Đấy, bà Su Su cũng đòi lên nữa đó, bà Khiều á. Thấy ghét không? Ở trên ướt, ở dưới hết đi. Đó, ẩm từng đứa lên hết trơn luôn. Mấy cục vàng đó, cục vàng có ông xã Ngân không đó. Hết gơ chân dài tới nách nè cô chú. Thấy ghét không? Quậy ơi, quậy quậy. Quậy ơi, quậy. Quậy ơi. Kiều nó không biết làm sao. Quậy ơi, quậy. Quậy ơi. Trà Ngân cưng nó dữ lắm luôn cô chú ơi. Trà Ngân thì thích chó đực. Quậy quậy. Mà con này nó có chút xíu à. Quay 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 quay. Cũng mua một cái con live cam trị giá 5 triệu, nhưng mà
chưa có bật mí cái số tiền nha. Chừng nào mà livecam về thì Ngân sẽ bật mí cái giá tiền mua xong mà đứt ruột, đứt từng đoạn ruột. Mua rồi, ông xã Ngân đã đặt mua rồi, bây giờ thì chờ người ta gửi về nhà thôi. Mùa dịch này thì cũng gửi về nhà cũng hơi lâu, có tuần mới về tới nhà. Bây giờ thì ở nhà Ngân cũng bị phong tỏ luôn, không biết là gửi về như thế nào nữa. Mua livecam thì Ngân sẽ quay cho mọi người xem nha, quay lúc mà xà lan chạy, xà lan lưu thông ở trên đường nè, quay từ ở trên cao nhìn xuống thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Nhưng mà tại vì mấy cái livecam thì thời gian quay nó không có được lâu và cái giá tiền nó cao, với lại mọi người mua một cái con livecam trị giá mấy chục triệu mà nó bay giữa sông á, Ngân sợ. Ngân cứ suy nghĩ đắn đo hoài, Ngân không dám mua. Ông xã Ngân cứ nói thôi mua đi em ơi, mua đi em ơi. Thêm một cái người kêu Ngân mua nữa, đó chính là anh Công Tạo Đồng á. Anh Tạo cứ kêu mua hoài à. Bây giờ quyết định là đã mua cái livecam. Bây giờ cái xà lan bây giờ nó ướt nhẹp luôn, trời mưa như thế này á thì khi mà đi ở trên xà lan á mà đi chân không như Ngân như thế này nè là cũng rất là sợ luôn á, nó trơn dữ lắm. Mấy cái con bé gâu gâu với su su á, trời mưa vậy mà chạy giỡn á, Ngân sợ lắm, sợ mấy em văng xuống sông á. Đây là cái cây ớt. Ớt này là ớt chùm, mà ở phía trước này thì cây ớt này trái nó không có nhiều bằng cây ớt ở trên nóc mui. Trên nóc mui trái nhiều lắm. Ủa? Anh Nguyên mới tỉa cây mai hay gì anh Nguyên? Đây cô chú ơi, ẩm quậy đi coi sao cho quậy ăn cơm. Chạy vô đi quậy, đi vô đi quậy.